Trở về Việt Nam sau hơn 5 năm học tập và theo đuổi ngành thiết kế đồ họa máy tính tại Anh Quốc, Phùng Đình Dũng, nhà thiết kế trẻ từng tham gia làm kỹ xảo cho một loạt phim hàng đầu Hollywood, tiếp tục theo đuổi đam mê xây dựng những bộ phim hoạt hình 3D made in Việt Nam. Phóng sự của Hương Giang và Thanh Tĩnh. Tôi thì từ nhỏ thì đã xác định là đi theo con đường này từ rất sớm. Tôi đã quyết định là chọn con đường 3D để như là một cái con đường lâu dài. Ít ai có thể biết được những nhân vật 3D được tạo hình sắc nét cùng những lớp hình ảnh được thiết kế kỹ lưỡng, đầy sáng tạo trong những bộ phim hàng đầu Hollywood được thiết kế bởi một chàng trai trẻ người Việt đầy tài năng. Phùng Đình Dũng, cái tên quen thuộc trong giới 3D tại Việt Nam, đã tạo nên những sản phẩm có tiếng vang lớn trong một loạt những bộ phim bom tấn của ngành điện ảnh thế giới. Tôi có tham gia 3 bộ phim khá là lớn của Hollywood, đó là John Carter of Mars, ở Việt Nam gọi là gì nhỉ? Mars của sao hỏa, hay như là 007 Skyfall. Điều mà tôi cảm thấy khó khăn nhất cũng là điều tôi cảm thấy thích thú nhất, đó chính là cái yêu cầu về chất lượng cũng như là sự tỉ mỉ tinh xảo. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha anh vốn là một kiến trúc sư. Từ nhỏ, Đình Dũng đã có sở thích về trò chơi điện tử và đặc biệt là truyện tranh Nhật Bản. Niềm yêu thích đã bắt rễ vào huyết mạch, để rồi lớn lên, đồ họa là niềm đam mê bất tận. Đó cũng là sự nghiệp Đình Dũng theo đuổi suốt cuộc đời. Cho đến năm cấp 3 thì tôi được gia đình tạo điều kiện cho đi du học ngành Computer Animation, tức là đồ họa máy tính ở Anh Quốc, và để tiến tới ước mơ là làm được phim hoạt hình của Việt Nam trong tương lai. Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa máy tính tại Đại học Bournemouth, Anh Quốc, Đình Dũng đã giành giải thưởng cho bài tốt nghiệp xuất sắc nhất từ Burju, một studio phim hoạt hình giàu thành tích tại Anh Quốc. Năm 2011, anh tiếp tục giành giải nhất về tạo hình của cuộc thi dành cho sinh viên thiết kế đồ họa trên toàn châu Âu, CGSA. Chính nhờ chiến thắng này, Dũng ngày càng khẳng định được mình trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và được những công ty lớn như Rare Ltd hay Double Negative mời về làm việc. Anh Dũng là người rất là giỏi, có một cái đam mê thực sự. Anh vẫn luôn luôn tìm tòi để học hỏi thêm để mà hoàn thiện cái kỹ năng của mình hơn. Tôi muốn sẽ phát triển một công ty mà với sẽ có một đội hình nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ có nhiều khả năng kỹ năng tốt hơn. Năm 2013, lập ra Thunder Cloud Studio tại Việt Nam. Hiện công ty nhận được rất nhiều đơn đặt hàng thiết kế nhân vật game của các studio nước ngoài. Giành được nhiều thành công nhưng Phùng Đình Dũng vẫn không ngừng học hỏi và sáng tạo, với ước mơ ghi dấu ấn Việt Nam lên bản đồ của ngành đồ họa thế giới.